Anh yêu em. Anh Nghĩa, em không phải là người để anh trêu đùa như vậy. Em với anh quen nhau bao lâu mà anh dám nói là anh yêu em? Chuyện tình cảm á, nó rất là khó lý giải. Không những thế, là phải biết nhau bao lâu thì mới gọi là tình yêu thực sự. Khi ở bệnh viện Đắk Lắk, hay tin em nghĩ gì rồi trời đi. Anh thực sự rất buồn, rất là hụt hẫng. Cả tuần nay anh thực sự rất là nhớ em. Anh không thể nào tưởng tượng được nếu như sau này anh không thể gặp lại em nữa. Anh không biết lúc đó cuộc sống của anh sẽ như thế nào. Anh muốn cho bản thân mình một cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với em. Anh tin vào trực giác của mình. Em cũng thích anh mà, có đúng không? Em chỉ xem anh là bạn. Em thực sự là không có một chút tình cảm nào với anh sao? Có khi nào anh chơi thân với chị Trâm quá nên anh giống chị hay tưởng tượng về tình cảm của người khác dành cho mình không? Từ nãy giờ em đã dòng do để anh ra về, bởi vì em không muốn anh phải khó xử khi mà em từ chối anh. Nhưng mà cuối cùng cũng không tránh được. Tâm trạng của em lúc này cũng giống những lời lúc nãy, những lời mà anh nói với chị Trâm vậy đó. Với lại anh cũng từng nói với em, anh phải dùng lý trí của mình để khống chế tình cảm của bản thân. Anh nghĩ là anh phải chọn một người để yêu và cưới lúc này sẽ là một giải pháp tốt nhất cho mối quan hệ của anh và vợ chồng của anh Nhân. Có khi nào suy nghĩ đó đã ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của anh dành cho em hay không? Nhưng thực chất anh nói với em, chưa chắc là tình yêu thật sự đâu. Anh thực sự chưa bao giờ có suy nghĩ là phải cố yêu một người nào đó hay là tìm một ai đi thay thế. Khi lần đầu tiên anh gặp em, anh đã có cảm giác rất là thân quen rồi. Chắc đó là thiện cảm anh rất hiếm khi dành cho một người xa lạ. Rồi sau đó mình làm gì với nhau rất ăn ý và vui vẻ nữa. Anh cũng không biết là mình đã yêu em từ lúc nào nữa. Nhưng tình yêu của anh dành cho em là thật, và không vì bất kỳ một lý do nào hết. Em chưa có bạn trai hay là em vẫn chưa thích ai mà. Yên à, em có thể cho anh một cơ hội được không? Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Em không ngờ anh còn cố chấp và phiền phức hơn chị Trâm nữa. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Anh xin lỗi nha, anh chỉ muốn nói ra hết những suy nghĩ của mình trước khi em rời đi thôi. Được rồi, nếu em chỉ coi anh là bạn, anh sẽ không bao giờ làm em khó xử nữa. Từ nay mình vẫn làm bạn như xưa, có được không? Mình mãi là bạn. Chào anh. Chào chị. Anh có phải là anh Nghĩa hồi sáng điện cho tôi không? Dạ phải. Còn chị là chị Na bên dịch vụ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy nhờ chị chăm sóc bạn tôi dùng.
Có gì chị cứ trao đổi với cổ nha. Dạ anh cứ yên tâm nha. Dạ. Anh về nha. Dạ. Em thấy trong người sao rồi? Bây giờ có thấy khát nước hay đói bụng gì không? Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Vậy em nghỉ ngơi nha. Thưởng thức cuộc đời 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 91, xem lại độc quyền trên THVLI.